Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Bọ Hung Xanh. Các bạn có thấy siêu nhân nào giống con bọ như vậy không? Ngày đầu tiên biến hình anh đã bay thẳng vào vũ trụ, tưởng ngầu lòi lắm, chưa đầy một nốt nhạc đã rơi xuống làm bẹp một chiếc xe hơi, vừa loạng choạng đứng dậy đã bị một chiếc xe buýt đâm tới. Dĩ nhiên để bảo vệ bản thân anh đã chọn chẻ đầu xe buýt, làm hành khách trên chiếc xe xỉu úp xỉu đau. Chưa thấy siêu anh hùng nào mất dạy như vậy luôn, chỉ nghĩ đến bản thân của mình thôi, xong chuyện lại quất ngựa truy phong. Không biết anh hùng này giải cứu thế giới hay là phá hoại nữa. Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Tại một vùng lạnh lẽo xa xôi ở Nam Cực, CEO của tập đoàn COT là Victoria đến gặp Trung úy Kazapat để xem quá trình khai quật một vật thể có hình bọ hung xanh gọi là sách Arab, thứ mà Victoria đã tìm kiếm suốt 15 năm qua. Được biết sách Arab là những sinh vật ngoài hành tinh cổ xưa có sức mạnh to lớn, với sức mạnh phá hủy một hành tinh chỉ trong một nốt nhạc. Con bọ xanh lẻ xanh lét này khi tìm được người thích hợp sẽ hợp thể với họ. Trong quá khứ chính nó đã xây dựng nền văn minh cổ đại Maya, nếu ai đó sở hữu và sử dụng được nó, người đó sẽ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong khi đó, thanh niên Gem trẻ trâu trở về nhà mình ở thành phố Palmyra, sau khi tốt nghiệp đại học luật Gotham, tính flex xương xương với thiên hạ, ai dè bị ông già phía sau chê nhìn mặt như mấy thằng cô hồn ấy, đúng là tổn con nhà bà thương luôn. Lúc này đại gia đình Mexico nhiệt liệt chào đón, nhưng rất nhanh bữa cơm trở nên nuốt không trôi, khi Gem biết rằng gia đình mình sắp bị đuổi khỏi nhà, do không đủ khả năng chi trả. Bởi căn bệnh tim của bố anh và cửa hàng sửa chữa ô tô của họ thì phá sản. Đêm đó hai anh em ngồi trên mái nhà, nhìn quang cảnh xinh đẹp về đêm của thành phố. Gem an ủi Milagro rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi anh ấy đã tốt nghiệp và từ mai sẽ bắt đầu tìm việc làm. Sáng hôm sau nhìn khung cảnh này, cứ ngỡ rằng là một chủ tịch trẻ tuổi nào đó đang hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên đời không như là mơ, đó lại là nam chính của chúng ta. Một con đỗ nghèo khỉ xin được một chân dọn dẹp tại biệt thự của Victoria. Thanh niên tính bú phem người nổi tiếng một tí, nhưng bà ta éo thèm quan tâm. Một ngày nọ anh chàng tình cờ nghe thấy cuộc cãi vã của hai dì cháu nhà người ta. Jennifer vốn là con gái của Ted Cott, chủ sở hữu trước đó của tập đoàn hiện đã mất tích. Em gái mơ này có sở thích ngồi banh càng. Mối quan hệ của hai cô cháu ngày càng trở nên căng thẳng, vì Jennifer không hài lòng với việc Victoria khởi động lại dự án OMAC, mô đun quân sự một người, đã bị bố cô đóng băng do nhận ra sự hủy diệt mà nó mang tới nếu rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên với quyền lực hiện tại của Victoria, cô cháu gái chỉ có thể đấu võ mồm. Trùng hợp là Gem cũng có mặt ở đó, vận dụng nhiều năm đèn sách Gem xông vào hòa giải và đứng về phía Jennifer. Khỏi phải nói hai anh em lập tức bị Victoria tống cổ khỏi biệt thự. Đây là minh chứng cho hành động chơi ngu lấy tiếng. Cả hai đang ngồi ấm ức thì Jennifer bước ra. Cô rất có thiện cảm với anh chàng này, để cảm ơn Gem đã ủng hộ mình. Jennifer đã mời anh ấy đến trụ sở COT để tư vấn công việc khác vào ngày mai. Đúng là mèo mù vớ phải cá rán, vừa lấy lòng được gái đẹp vừa có được việc làm. Điều này khiến Gem vui không thể ngủ được. Anh ra ngoài và gặp bố mình đang chill. Alberto nói rằng mọi người đều có mục đích sống, hãy theo đuổi đam mê, rồi nợ nần sẽ theo đuổi con. Gem kiểu thôi dẹp mẹ cái ước mơ luôn cho khỏe. Vào ngày hôm sau, Gem với sự hộ tống của cả nhà đến COT. Anh mang theo hy vọng vào bên trong tòa nhà ngồi đợi Jennifer. Trong khi đó cô nàng sớm vứt chuyện này ra sau đầu, bởi bận làm việc tày trời hơn, bí mật lẻn vào phòng thí nghiệm để đánh cắp Scarab, bởi đây là thứ đóng vai trò quan trọng nhất trong dự án OMAC. Sau khi chôm chìa thẻ của nhân viên nghiên cứu, Jennifer thành công đặt bọ hung xanh vào hộp bánh mì kẹp thịt, nhưng vừa ra đến sảnh, đã gấp thì chớ, còn để Gem bắt gặp, anh ta vội chạy theo hỏi về công việc của mình. Lúc này giáo sư cũng phát hiện con bọ có cánh mà bay, lập tức liên hệ an ninh phong tỏa tòa nhà. Hết cách, Jennifer đã nhét hộp bánh mì vào tay Gem, dặn anh không được mở hộp ra, và hãy bảo vệ chiếc bánh mì này bằng cả tính mạng. Sau đó đẩy Gem ra ngoài, về đến nhà dưới sự tò mò của đại gia đình, anh đã phớt lờ lời dặn của em gái mưa mà mở chiếc hộp ra, và nhìn thấy một con bọ mái kỳ lạ. Mọi người cũng thay phiên nhau xem, không biết nó là cái thứ quần què gì, nhìn cứ như đồ chơi trẻ con ấy. Nhưng khi Gem vừa chạm vào, con bọ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh vô cùng xinh đẹp. Nhưng chưa đợi anh hết ngạc nhiên, nó đã lao đến bám chặt vào mặt Gem. Ông chú đến gỡ giúp bỗng bị một luồng điện giật cho văng ra. Con bọ lúc này chạy vào áo Gem và chui tọt vào cơ thể anh. Gem hoảng loạn đau đớn la hét ầm lên. Gia đình kinh hoàng nhìn thấy lưng anh mọc ra những cái chân đáng sợ, chất lỏng đen bao bọc khắp người, những tưởng con mình đã bị đột biến thành quái vật. Không ngờ chỉ thấy Gem trong bộ cánh bọ hung xanh cực quách xà lách. Đúng là có đau thì sau mới sướng, mặc dù cũng chẳng khác gì quái vật là mấy. Còn chưa định thần lại, bộ giáp đã thể hiện sức mạnh của mình trước vật chủ, quét một vòng mặt mày gia đình, sau đó bay lủng nóc nhà lao vào không gian.
còn chưa kịp tiếp thu niềm vui sướng khi biết bay, Gem lại giấm đài trong quần vì nó lao thẳng xuống trái đất. Cơ thể cậu nhóc không ngừng bốc lửa, không biết đây là may mắn hay thảm họa luôn á. Chỉ dừng lại trước một giây vừa vặn nằm trên mặt biển, nếu không thì bộ phim kết thúc ngay ở đây rồi. Sau đó, Scarab lại đưa Gem trải nghiệm đi gió về mây, bay vèo vèo qua các đại lộ. Không hiểu Gem hóa thân làm siêu anh hùng hay là báo thù nữa. Chưa gì chỉ thấy toàn là phá làng phá xóm không thôi. Lạng lách điêu thuyền cuối cùng đáp xuống một con siêu xe. Gem hoảng sợ chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì Scarab báo đời lại lần nữa thể hiện, dùng đôi cánh trong suốt bọc lấy cơ thể anh. Phía trước một chiếc xe buýt đang lao thẳng đến đây. Gem nghĩ kiếp này coi như xé nháp rồi. Ai ngờ độ sắc của đôi cánh bọ trực tiếp xẻ đôi chiếc xe, khiến người ngồi bên trong suýt được gặp ông bà tổ tiên. Thanh niên cuốn cuồn hỏi thăm hành khách có ổn không. Ổn cái cục cứt chữ ổn, bọn tao đái ẻ tại chỗ hết rồi mày có biết không? Báo thủ chào vĩnh biệt mọi người và không hẹn ngày gặp lại. Lúc này đại gia đình vừa lo lắng cho thằng con, vừa sửa xong cái lỗ trên nóc nhà, thì Gem trở về đáp cái đùng xuống tạo công ăn việc làm cho họ lần nữa. Bộ giáp cũng tự động thu lại, khiến nam chính phơi bày thân thể trần như nhộng trước mặt mọi người. Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy và nhìn thấy Scarab vẫn chưa biến mất. Gem chỉ có thể đi tìm Jennifer để hiểu rõ ngọn nguồn. Ai ngờ vừa đến nơi đã tình cờ gặp cô nàng đang chạy trối chết, ngoài sau có người đang không ngừng nổ súng. Gem lập tức làm anh hùng cứu mỹ nhân, phi hết tốc lực về nhà mình. Chiếc xe mượn của ông chú Judy cũng tanh bành té bẹ, cả gia đình họp mặt đông đủ. Jennifer bắt đầu tiết lộ về bọ hung xanh, chẳng những mang một sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, còn là một vật có tri giác, chỉ người được nó chọn mới có thể sở hữu quyền năng của Scarab. Và có lẽ nó đã nhắm trúng Gem, quyết định để anh làm con sen cho mình. Gem vạch áo cho mọi người xem lưng, đề nghị Jennifer giúp mình kéo nó ra chứ nhìn kinh quá. Nhưng xui là cô nàng cũng không biết cách để loại bỏ Scarab. Nhưng họ có thể đến biệt thự nơi cô sống lúc nhỏ, nơi vẫn còn đặt những nghiên cứu của bố cô về sinh vật này. Tuy nhiên chìa khóa của biệt thự hiện đang nằm trong trụ sở tập đoàn COP, và đến con kiến còn khó mà lọt được vào trong bởi công nghệ an ninh cao cấp của tòa nhà. Bên này, Victoria tức điên đã ra lệnh cho Kazapat bắt cháu gái về. Không hay biết rằng cô nàng đã cùng Gem và ông chú Judy đang bắt tay với nhau, tìm cách xâm nhập vào trụ sở. Nhìn bần vậy thôi chứ ông chú là một người cực đam mê công nghệ. Cách đây không lâu Judy đã tạo ra một thiết bị chặn tín hiệu tối tân. Cả ba lập tức âm thầm mang nó đến bữa tiệc tối đó của công ty. Thời cơ đã đến, Jennifer nhấn vào công tắc nguồn nhưng sao nó im re vậy chú? Để chú, Judy bước đến tống cho nó vài đạp cái máy liền chạy ngon ơ. Cứ phải bạo lực mới chịu làm việc. Và may mắn thiết bị này đã hoạt động, tất cả các camera và hệ thống an ninh trong tòa nhà đều ngừng hoạt động. Gem và Jennifer nhân cơ hội đột nhập vào trong, đến một cái tủ đựng lấy đi chiếc đồng hồ thông minh của bố cô, cũng chính là chìa khóa vạn năng. Tuy nhiên trên đường trở ra họ đã đụng độ với Kazapat, ông ta lập tức móc nấm đấm nói chuyện với Gem, trong khi anh đang cực lực kiềm chế sức mạnh từ Scarab, sợ tiễn ông ta về miền cực khổ trong một cú. Gem biến hình chặn đứng cú đấm của ông ta, sau đó thanh niên trẻ trâu vung cú đấm một phát cho ông ta lồi lìa luôn, hất văng xa mười mấy hai ba mét. Nhưng không ngờ Kazapat dễ dàng đứng lên, ông ta cũng không phải dạng vừa, mà là dạng rộng ra, vì cơ thể đã tích hợp với công nghệ OMAC, đang là sản phẩm thử nghiệm của quân đoàn một người. Hắn lập tức tấn công Gem một cách tàn bạo, dĩ nhiên với công nghệ ngoài hành tinh của bọ hung xanh, thì thế này chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Gem nhanh chóng áp đảo tình thế, hai bên lao vào nhau vật vã một lúc. Không má nào chịu thua má nào cả, mặc dù bộ giáp OMAC không sánh bằng bản thể chính bọ hung xanh, nhưng người điều khiển lại là một quân nhân thực thụ, nên chiến thuật của ông ta phải nói đáng gồm. Scarab muốn triệt hạ hắn bằng một phát bắn, nhưng dĩ nhiên là nam chính không chịu, sẽ thành tội giết người đó. Thế là anh và bọ hung xanh bắt đầu cãi lộn, nhân cơ hội này Kazapat tấn công ép Gem dính vào vách, sau đó tung liên hoàn đấm về phía anh. Cuối cùng Gem cũng chịu không nổi đã đồng ý để bọ hung xanh tự xử lý. Nó nhanh chóng bật ra ngoài, đi đường quyền khiến hắn ta đỡ không nổi vì quá khó đỡ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn đã có kiềm cắt móng tay. Hồi nãy tôi đã khuyên chú rồi, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói chứ đừng bục nhau. Vậy mà chú có nghe tôi đâu, chưa gì đã hùng hổ bắt nạt trẻ trâu rồi, đó cái kết đáng ghét vậy chịu chưa. Cuối cùng Scarab định dùng song kiếm tiễn hắn đi bán muối, thì Gem lại lên tiếng ngăn cản. Không may từ xa ông chú Judy đuổi tới, tên Kazapat lập tức nhắm nòng súng về phía ông. Gem liền rơi vào bẫy vội vàng muốn cứu chú mình. Nhân lúc này hắn ta bay đến chặn trước mặt anh và ra một đòn kết liễu vào ngực Gem. Cú này ăn đau anh không còn sức lực để vực dậy, bị Kazapat lôi sình sịch trên đất. Ngay khi hắn định một đạp nát đầu anh, chú Judy đã liều mình đâm vào Kazapat. Jennifer cũng kéo phanh, ông ấy giết một cú khách lẹt hất nguyên chiếc máy ngắt tín hiệu vào người hắn, thành công cứu Gem chạy khỏi đó. Họ cùng nhau phóng xe xuyên đêm đến nhà cũ của cô. Jennifer dẫn họ đến một căn phòng bí mật, cất chứa những công nghệ siêu việt nhất, khiến Judy vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Tại đây mọi người cũng biết được, trước đó đã có những anh hùng bọ hung xanh. Sau khi người chủ đầu tiên mất đã chuyển lại nó cho cha Jennifer, tuy nhiên ông lại không được Scarab chọn, nên Ted đã tự nghiên cứu chế tạo ra những bộ giáp tương tự với bọ hung xanh, và Omar cũng nằm trong số đó. Ông chính là Blue Beetle, cũng một siêu anh hùng của thành phố Palmyra, chuyên săn lùng và trừng trị lũ tội phạm. Nhưng không hiểu sao lại biến mất nên tập đoàn mới rơi vào tay Victoria. Bà ta bắt đầu sử dụng nó cho mục đích xấu. Trong lúc tắm rửa, Jem thấy vết thương của anh đột nhiên lành lại một cách thần kỳ. Sau đó anh cũng có cuộc trò chuyện chia sẻ về gia đình với Jennifer. Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng cô ấy đã rất cô đơn vì thiếu thốn tình thương của gia đình. Đang lúc chuẩn bị liếm mò của nhau thì ông chú xuất hiện phá đám. Chú Judy cũng tìm hiểu được Scarab sẽ dung hợp đến từng tế bào đối với vật chủ, bám vào não của họ. Hay nói cách khác, Jem sẽ không thể nào tháo nó ra mãi cho đến khi anh chết. Điều này khiến Jem vô cùng tuyệt vọng. Anh chỉ muốn là một người bình thường bên gia đình của mình mà thôi. Lúc này ông chú nhìn thấy trực thăng của Victoria mang theo lực lượng vũ trang tinh nhuệ đang tiến về ngôi nhà của họ. Thế nên Jem lập tức lên đồ, nhưng hình như ông bà không độ cho thì phải. Không sao, cái này phải nhảy lầu mới được. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi bún, cậu đã biến hình bay thẳng về nhà. Bên này người của Cót đột nhập vào trong, tìm thấy cả gia đình đang trốn trong một căn phòng, bắt họ ra ngoài để uy hiếp anh. May mắn thay Jem xuất hiện kịp lúc, chúng lập tức hướng mũi súng về phía anh và xả đạn không ngừng. Dĩ nhiên không làm rụng được một cọng lông nách của anh, Victoria liền hạ lệnh ra tay với gia đình Jem. Anh vội vàng lao xuống dùng cánh bọ chắn đạn cho mọi người, tung một đòn thổi tung bọn chúng và bảo gia đình chạy đi. Jem vốn không muốn giết đám người kia, nhưng họ vẫn điên cuồng tấn công anh, bắt buộc anh dùng súng âm thanh lần lượt thổi bay đám người. Lúc đang hăng máu thì bộ giáp báo người nhà anh đang gặp kiếp nạn 82, mà rất nhanh Alberto và Milazzo bị chúng vây giữ. Điều này khiến ông đột ngột lên cơn đau tim và qua đời ngay tại chỗ. Jem đau đớn muốn chạy đến chỗ bố mình, tạo cơ hội cho Victoria hạ độc thủ. Mụ bắn một thiết bị làm vô hiệu hóa cả người Jem rồi lôi đi. Mọi người chỉ có thể đau đớn, nhìn ngôi nhà của gia đình mình bị thiêu rụi. Cả nhà vô cùng đau buồn sau cái chết của Alberto, nhưng bà đã tập hợp họ lại, nói rằng bây giờ không phải lúc để khóc, chúng ta cần tìm cách để cứu Jem về. Jennifer cũng thống nhất, quyết định đưa gia đình họ đến trụ sở của cha mình và lên kế hoạch giải cứu bằng các phương tiện công nghệ mà ông đã tạo ra. Mila, Joe chọn một vòng tay tích hợp hai chế độ tấn công và phòng thủ siêu tiện lợi, trong khi bà nội thì sắm luôn một khẩu súng to trà bá lửa. Quả thật tay cầm gát tinh chính sinh trong mắt bà luôn bình đẳng, đụng đến cháu bà thì phải ăn cái này mới đáng. Mà Jennifer lại chọn một cục kẹo gum màu hồng kỳ lạ. Cuối cùng cả nhóm xuất phát trên chú bọ bay khổng lồ. Nhưng nhìn sao Sakura cũng thấy nó giống con ruồi giấm hơn. Dựa vào định vị vệ tinh họ tìm ra vị trí của Victoria. Theo kế hoạch bà và chú sẽ đánh lạc hướng chúng, còn hai chị em Jennifer sẽ lẻn vào cứu Jem. Lúc này mụ ta đã đưa Jem đến một hòn đảo biệt lập nằm ở Cuba. Khi anh tỉnh dậy nhận ra mình đã bị trói chặt trong một cái máy kỳ lạ, bởi Victoria đã lên kế hoạch chuyển sức mạnh từ Scarab vào dự án Omar của mình. Thông qua cỗ máy chuyển đổi mã này, tạo ra một phiên bản bọ hung hàng pha ke loại 1. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bà ta sẽ nâng cấp hàng trăm bộ giáp khác, và tận thế cũng đến. Bên ngoài, Judy cố gắng đột nhập vào trụ sở của Victoria. Cả nhóm đáp tàu điêu thuyền hạ gục một mớ lính. Ông chú còn sử dụng con tàu của Ted rất thành thục, mở ra mấy cái chân dễ dàng leo qua tường phòng thủ, xâm nhập vào trong bật chế độ chiến đấu để quất đám lính gác. Cứ thế mà càn quét hết đám lính canh phía ngoài. Súng đạn bắn cũng chả xi nhê gì với lớp giáp của nó. Đúng là hàng xịn khát bọt hẳn ra. Rồi cuối cùng đánh một quả giấm thối quắc để quét sạch kẻ thù, tạo cơ hội cho em gái và Jennifer đi vào đường hầm bí mật. Cả hai lẻn vào trong, vô tình phát hiện ra ở đây có cả ngàn bộ giáp khác đang được mụ giám đốc theo bản đồ chuẩn bị sẵn cài bom khắp nơi, muốn tiêu diệt hoàn toàn dự án tàn ác của bà ta. Nhưng bên trong Victoria đã bắt đầu quá trình chuyển giao, mặc cho tiến sĩ cảnh báo quá trình đau đớn này có thể giết chết Jem. Rất nhanh từng cơn đau đớn đã ập đến, khiến Jem dần rơi vào trạng thái suy yếu. Ngay khi anh nghĩ mình sắp chết, đột nhiên hình ảnh của bố đã xuất hiện trong tâm trí anh. Alberto nói rằng chưa đến lúc Jem gặp mình, bởi anh còn phải bảo vệ gia đình, và Scarab chọn anh nhất định là có lý do của nó. Hãy trở thành người hùng xứng đáng với những gì mình có được. Nhóm người của Victoria đang vui mừng vì dự án đã hoàn thành. Carapaz cũng bắt đầu quá trình biến đổi. Khi tiến sĩ phát hiện Jem đã hợp nhất một thể với Scarab, nhờ vụ nổ khi nảy mà nguồn điện bị ngắt cục bộ, anh tỉnh dậy và tự mình thoát khỏi cỗ máy. Tuy nhiên có vẻ bộ giáp cần thời gian để khởi động lại. May thay tiến sĩ vì nhìn thấy dã tâm của Victoria, đã quyết định giúp anh chạy ra ngoài, sau đó khóa cửa lại hy sinh bản thân mình cùng bọn tàn ác bên trong. Nhưng anh đã bị Carapaz phát hiện, hắn được dịp thử nghiệm bộ giáp cực chiến mới. Chỉ một cú bắn đã có sức công phá kinh người. Jem chạy trối chết, trong khi hai người Milazzo và Jennifer bên dưới cũng bị chia cắt bởi đống đất đá do sập đường hầm.
Bộ giáp Omak giờ đã mạnh vãi cức luôn rồi, mà rất nhanh Gem cũng bị lực lượng của God truy đuổi đến ngõ cụt, mà bộ giáp vẫn chưa hoàn tất quá trình khởi chạy. May mắn thay bà nội anh đã đến kịp thời, xả súng ầm ầm tiêu diệt gọn bọn chúng. Bà đi đến đâu chúng sinh bình đẳng đến đó. Không những gì, bà còn vừa bắn vừa cười như đời ươi sóc lọ. Hai bà cháu quay về tàu con bọ, nhưng lại phát hiện hai người Jennifer không thấy đâu. Anh lập tức quay trở lại tìm kiếm. Lúc này cô ấy đã bị Victoria bắt, còn Milazzo một phát đấm bay tên lính. Không ngờ đã bị đám lính phát hiện, chúng không ngừng nã súng vào cô gái trẻ. Milazzo vội dùng khiên chắn nhưng vẫn bị một phát ngay tay. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Gem đã tìm thấy em mình. Và lần này anh và bọ hung xanh đã hòa làm một thể. Chúng chả có cái éo gì để đấu với thanh niên trẻ trâu. Thanh niên trẻ trâu lại triệu hồi cây búa Mjolnir của thần sấm, nhưng lại là phiên bản giới hạn bự hơn nhiều, dễ dàng đánh bay đám xấu xa giải cứu Milagro. Sau đó anh tiếp tục tìm kiếm Jennifer, không may bị tấn công bởi Kazapat. Lần này hắn trở nên cực kỳ mạnh, không giống như lần chạm trán đầu tiên của họ nữa. Cộng với kinh nghiệm thực chiến đầy mình đầy mẩy, hắn tung đòn hiểm hóc đẩy lùi Gem. Anh cũng nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm khổng lồ để phản kích. Tuy nhiên chỉ đắc thủ ở nhát chém đầu tiên, khiến hắn bay cao và xa. Bọ hung xanh tiếp tục lao đến xanh chín với thằng này, đúng là kẻ 8 cân người nữa tấn mà. Tiếc là lần thứ hai hắn đã bắt bài và đâm một nhát vào bụng anh. Bọ hung xanh liền trả thù đâm ngược vào họng hắn ta. Tên này thấy vậy bay lên cao rồi dập thanh niên xuống đất. Tới nước này Gem đã không còn sức phản kháng. Trước khi đưa Gem về với các cụ, Kazapat cho rằng tình yêu gia đình chính là điểm yếu của mày. Judy thấy cháu mình gặp nguy vội gây sự chú ý với Kazapat bằng cách ném đá vào người hắn. Tên khốn sau đó đã bắn chết chú Judy trước mắt Gem, tưởng ông chú đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải. Sự đau đớn tột cùng khi mất đi hai người thân đã bộc phát thành sức mạnh. Gem nổi cơn thịnh nộ và tấn công Kazapat tàn bạo bằng một luồng năng lượng cực đại, khiến hắn bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Gem lao đến tẩn hắn thêm vài chục đấm. Một giây trước khi kết liễu Kazapat, bộ giáp bỗng dưng ngăn anh lại, sau đó nó tiết lộ cho anh ký ức của hắn ta. Kazapat vốn là một nạn nhân của chiến tranh và được Victoria tìm thấy sau khi mụ đã giết chết bố mẹ hắn. Victoria đã lợi dụng Kazapat và biến ông ta thành tay sai của mình, mà chú Judy thật ra vẫn còn sống. Cuối cùng Gem đã quyết định tha thứ cho Kazapat. Anh nói với hắn rằng gia đình mới là điều khiến tất cả chúng ta trở nên mạnh mẽ. Kazapat cuối cùng đã nhận thức được việc mình làm, nên đã bảo Gem rời khỏi nơi này. Trong khi Jennifer bị Victoria bắt lên máy bay, cô bèn nhai viên kẹo cao su kia, biến thành một đám mây lớn kéo Victoria rơi xuống dưới. Lúc này Kazapat bước đến, ông tiến đến chỗ bà giám đốc nhưng lại không nghe lệnh từ bà ta. Bà ta vẫn vô cùng hoang mang, tôi sẽ thuê người khác thay ông và hủy diệt địa cầu. Omak nhìn lại ảnh mẹ mình lần nữa, sau đó lôi bà giám đốc ác độc này như một con chó. Ông hy sinh bản thân mình cho nổ tung chỗ này, để ngăn chặn dự án Omak cùng hàng ngàn bộ giáp. Mà Jennifer cũng kịp thời tóm tay Gem đưa anh lên con bọ, cuối cùng cả gia đình cũng đoàn tụ với nhau. Sau đó Jennifer đã tiếp quản tập đoàn God Industries. Gia đình Gem cũng nhận được sự trợ giúp đỡ của người dân trong thị trấn, xây dựng lại ngôi nhà của họ. Jennifer đến thăm để đền bù chiếc ô tô mới cho Judy. Đồng thời tình yêu giữa đôi chim chích bông cũng bắt đầu nảy nở. Họ cùng nhau bay vào không gian để ấp trứng. Ở cuối phim có một đoạn ghi âm bị bóp méo, được phát ra trong phòng thí nghiệm của Ted, cố gắng thông báo cho Jenny rằng ông ấy vẫn còn sống. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cũng may ngoài đời không có siêu nhân giống như vậy, chứ báo kiểu này thì ai mà chịu cho nổi kia chứ. Chưa thấy cứu được ai thì anh đã chẻ đầu xe buýt mất tiêu rồi. Mà những tai họa này đều bắt nguồn từ lòng tham. Nếu biết an phận một chút thì có lẽ bà giám đốc không bán muối dạo rồi. Có lẽ mình nhìn lên trên không bằng ai, nhưng nếu nhìn xuống dưới vẫn may mắn hơn nhiều người rồi. Cho nên cuộc đời giống như là một giấc mơ vậy, thoáng chốc là tóc đã bạc rồi. Cho nên hãy trân trọng cuộc sống và giúp đỡ thật nhiều người. Hãy để cuộc sống này có ý nghĩa hơn, đúng không nào? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.